bạn định uống thực phẩm bổ sung protein khi tập thể thao đến bao giờ nữa? Hãy dừng lại và hãy uống củ dền đi. Vì trong củ dền nó sẽ cung cấp chúng ta oxit nitric mà chúng ta biết rồi, NO oxit nitric sẽ có vai trò quan trọng trong việc làm giãn nở mạch máu. Khi mà mạch máu chúng ta được giãn nở thì oxy cũng như các chất dinh dưỡng sẽ được đưa đến các tế bào được nhiều hơn và giúp cho cơ thể chúng ta tràn đầy năng lượng và từ đấy giúp cho cái chức năng vận động của cơ thể chúng ta tốt hơn. Ở theo Viện Nghiên cứu Khoa học Thể thao Úc, người ta đã nghiên cứu và cho thấy rằng củ dền cùng với caffeine và creatine nó được xếp vào nhóm A trong việc làm tăng khả năng vận động của cơ thể. Hơn nữa, củ dền rất tốt cho nam giới. Vì sao? Chắc các bạn biết rồi. Vì trong củ dền có NO. NO là gì? NO giúp cho mạch máu chúng ta gì ạ? Được tươi tốt hơn và từ đấy gì ạ? Làm cho nam giới chúng ta được khỏe mạnh hơn. Tôi không biết dùng từ gì để giải thích nữa, nhưng chắc bạn hiểu ý tôi đúng không? Yeah, boy. Và từ hôm nay, mỗi ngày bạn hãy uống một tí nước ép củ dền để làm tăng tính nam tính lên nhé. Bye bye.